Đỗ Dũng xin chào các nhà người TV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày Đại học USC có viện trưởng mới trong lúc có sự căng đan trường này nhận hối lộ của các phụ huynh. Liên Âu và Canada sẽ tự kiểm tra an toàn của máy bay Boeing và sổ số, số, Powerball lên đến 625 triệu đô la vì tối ngày hôm qua chưa ai trúng cả. Thưa quý vị, một trong trường đại học tư nổi tiếng nhất ở miền Nam California chúng tôi là Đại học USC. Ngày hôm qua thứ tư 20 tháng 3 thông báo vừa bổ nhiệm bà Carol Ford làm viện trưởng trường này và bà sẽ là viện trưởng thứ 12 của đại học này và công việc của bà sẽ bắt đầu ngày 1 tháng 7 thay thế cho một bà khác đang thì tạm thời à, chuyện bổ nhiệm mà viện trưởng mới của trường này người ta chú ý khá nhiều ở trong lúc này USC cùng với 8 trường đại học nổi tiếng khác của nước Mỹ bị tố cáo là đã nhận tiền hối lộ của phụ huynh trong đó các tài tử Hollywood để đưa con em vào học mặc dù con em mình không đủ tiêu chuẩn à, bà phone này là ai Trước đây gần đây nhất bà là hiệu trưởng của trường đại học University of North Carolina Chapel Hill. Bà bị buộc phải chấm dứt hợp đồng sớm vì có liên quan với đề tranh cãi các cái tượng đài thời nội chiến. Chắc quý vị cũng nhớ sau các vụ mà ở uh, biểu tình bạo động tại Charlottesville ở bên Virginia thì một số trường miền Nam có lẽ ở nước Mỹ họ đòi xóa bỏ gỡ bỏ một cái tượng mà thời thời gọi là thời uh, chiến tranh nội chiến đó. thì nó gây 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 nghĩa là là phản ứng dữ dội thì bà phun cũng dính vụ đó rồi bà từ chức bà không phải là từ chức mà bà bị ép cho nghỉ sớm giờ bà về bà làm hiệu trưởng USC bà sẽ thay thế bà Wanda Austin bà này đang là quyền viện trưởng USC mà bà này trước đó thay thế ai có ý không thay thế ông Max Nikias hồi mùa hè năm ngoái ông này cũng bị từ chức vì bị tố cáo là làm lơ những chuyện sách nhiễu tình dục trong trường USC đặc biệt trong đó là có một ông giáo sư bác sĩ là ai vô khám bệnh cũng rờ và có một ông giáo sư một khóa trưởng thì đúng không một khóa trưởng? hút ma túy một phụ nữ đến độ quá liều quá đô trong trường luôn quá trường chừng, chừng không thể tưởng nổi mỹ mà có những chuyện vậy hy vọng bà cô về sẽ là làm và phôn về trường USC sẽ làm cho trường này gọi là yên tâm trở lại với lòng tin của 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 bà con liên quan đến các máy bay Boeing 737 Max của Boeing bị cho bị gọi là cấm bay gần như toàn thế giới ngay cả tại Mỹ luôn thì bây giờ đó người ta đang giải quyết chuyện là phải kiểm tra lại xem mới Boeing này quay được hay không đúng tiêu chuẩn hay không và theo dự trù thì khoảng tháng tư tức là tháng tới thì FAA bên Mỹ sẽ certify cho mấy cái máy bay này nhưng mà ngày hôm nay ông liên đâu với ông Canada ông nói nổ no, tôi không tin quý vị nữa tôi không tin quý vị nữa chúng tôi sẽ tự kiểm tra và như vậy nó sẽ lâu hơn và như vậy cái chiếc những chiếc máy bay Boeing mà chạy bay ở châu Âu và bay Canada sẽ có thể bị nằm ụ nằm dưới băng ở, gọi là trong mấy cái, cái hangar ít nhất tới đầu tháng 7 mới có thể bay lại vì sao FAA đó, về nguyên tắc có nhiệm vụ là kiểm tra an toàn các máy bay nhưng mà họ bảo là chúng tôi không đủ ngân sách, chúng tôi không đủ người chúng tôi mới mướn gọi là subcontract lại cho cái tổ chức là ODA Office of Development Agency cái anh này là mướn lại Boeing <laughs> đi kiểm tra tức là sao, ông Boeing ông sản xuất máy bay ra ông đào tạo kỹ sư của ông, ông chứng nhận kỹ sư này giỏi và kỹ sư này đi kiểm tra máy bay cho FAA đại diện FAA nhưng mà người là người của Boeing và Boeing trả lương luôn vừa đá bóng vừa thổi còi. À, làm sao được? Ông châu Âu với ông Canada vào nô. No. Thực ra ông Mỹ cho cái bảy 777, 737 không bị ảnh hưởng nhiều bởi vì máy bay Mỹ ấy, không có nhiều hãng bay 737. Ba cái hãng bay nhiều nhất đó, sử dụng nhiều nhất là American Airlines, United và Southwest Airlines. Thì bây giờ họ bị ngưng máy bay 737, họ có mấy bay, bay khác cả thế nhưng mà anh châu Âu với Canada sử dụng nhiều. Ngoài vấn đề Airbus sang châu Âu cũng sử dụng nhiều lắm đó. Thành ra cái này nó ảnh hưởng không biết như thế nào chứng khoán của Boeing thưa quý vị từ đó giờ xuống 25% thế thảm chưa hay liên quan đến sổ số có một cái tin buồn tối ngày hôm qua tin buồn cho những người chơi sổ số là không ai trúng số bào bò trị giá 550 triệu buồn chưa quý vị nhưng mà lại có tin vui dữ dội tuyệt vọng không ai trúng thì lên bao nhiêu 625 triệu thứ bảy thì sổ không biết quý vị mua vé số chưa Thôi không chúng tối hôm qua thì có thể chúng thứ bảy này. Đó, 625 triệu. Và đây sẽ là số tiền độc đắc lớn hàng thứ tư trong lịch sử Powerball và là hàng thứ bảy uh, 7 trong lịch sử sổ số của nước Mỹ. Đó là theo các cơ quan cho biết như thế. Nếu mà quý vị trúng số tiền này quý vị biết làm sao? Không? <laughs> Nếu mà tờ 100 á, lãnh tờ 100 không á thì mà, mà xếp tỷ đất xếp lên á thì đó nó cao bằng cái tòa nhà One World Trade Center New York City hoặc là cái tòa nhà Burj Khalifa bên Dubai ghê chưa Đó chắc phải cao cỡ 300 m <laughs> nhưng mà khả năng để quý vị có số tiền nó trồng lên là tới 1 phần 292 triệu 201 338 <laughs> tức là có tức bao nhiêu gần 300 triệu người cạnh tranh với quý vị như thế nhưng mà nói thì nói chứ 635 triệu mà chúng nó thì trừ nếu mà lấy một lần lấy đó lấy trong 30 năm chứ nó lấy một lần thì quý vị không được thì quý vị còn chừng cỡ trăm mấy 500 mà trừ thuế nó chắc có lẽ quý vị bỏ túi cỡ 300 Ít nhất là 300 triệu Thôi thì cũng được, đối từ tôi 1 triệu cũng là ngon rồi Thành ra tôi sẽ chắc chắn phải đi một vài mua một vài tờ xem như thế nào ờ, không biết được, đâu biết được Có một ông đó bên sau Carolina đi ngắm cảnh chơi ghéo cái tiệm mua vé số Thay vì tới phiên mình mua lịch sự mời người khác đứng vào hơi mời mua Thế là ông mua cái vé số chúng một tỷ rưỡi thì sao Rồi một ông khác bên New Jersey nữa đi mua vé số thế thì thấy không Ừ, trả tiền xong đang trả tiền đi cầm số em nào gọi là bấm 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 điếu hiểu khoai có quên mẹ vé số đó rớt xuống may thằng khác nó lượm được nó đưa lại cho anh cá ngày hôm sau đến cái bảo hôm qua tôi rớt vé số em lấy của ông đấy về chúng 285 triệu <laughs> số số mà nó trúng là trúng mà số mà nó mất là nó mất là không mất nổi mặc dù rớt vé số vẫn không mất Hi à. hy vọng tôi là người tối ngày hôm nay hoặc là một trong những quý vị <laughs> vâng thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị và chương trình kỳ tới